sau khi trải nghiệm công nghệ STEM Hàn Quốc tại thẩm mỹ quốc tế Bali thì Vi có cảm nhận như thế nào? Dạo gần đây mình có nghe đến công nghệ căng bóng da Hàn Quốc. Mình có tìm hiểu trên mạng thì có nghe đến thẩm mỹ quốc tế Bali thì mình có vào xem thì thấy được rất nhiều review rất là tốt về công nghệ này. Nên là hôm nay mình đã đến đây và thử sử dụng cái công nghệ này trên da mặt của mình. Thì như các bạn đã thấy là sau buổi hôm nay thì da mặt của mình đã bắt đầu căng bóng hơn, những lỗ chân lông thì cũng bắt đầu thu nhỏ lại và các sẹo thâm trên mặt mình cũng đỡ hơn. Đặc biệt hơn là sau khi sử dụng công nghệ này thì mình đã có thể quay trở lại đi làm luôn, lại make up luôn và lại đi chụp luôn. Nên là mình rất là hài lòng với công nghệ này. Vậy công nghệ STEM Hàn Quốc thì mình có thể sử dụng bao nhiêu lần trong một liệu trình? Các bạn có thời gian thì có thể sử dụng ít nhất là 5 lần một liệu trình. Còn những bạn mà không có thời gian thì cũng có thể sử dụng một lần cũng được. Vậy trong thời gian tới thì Vi có thể sắp xếp thời gian để tới thẩm mỹ quốc tế Bali trải nghiệm một lần nữa công nghệ STEM Hàn Quốc hay không? Thời gian tới thì mình cũng khá là bận, nhưng mà vì cái công nghệ này thực sự rất là tốt nên là mình sẽ bớt chút thời gian để quay trở lại sử dụng tiếp liệu trình này.